À, chào các bạn, quay trở lại với kênh CDBFZ150. Video này tuy có hơi chậm nhưng sẽ giúp ích cho các bạn trong những việc mà làm điện đèn cho xe cũng như hiểu về điện đèn trên một chiếc FZ150. Thì ở đây là vị trí dưới yên, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ba loại relay có trên FZ chỉ có 3 loại relay thôi. Mỗi loại relay thì nó sẽ đảm nhiệm một chức năng riêng. Thì đầu tiên sẽ có một relay ở đây, đây gọi là relay chóp và laser relay. Thì của zin nó là cái màu đen. Màu đen thì không xài được cái bóng led, cho nên mình đã xài một cái cục chóp điện tử để xài cho cái bóng led. Đó. Relay này thì nó có hai chân thôi, một số xe nữa có ba chân. Thì tiếp theo một con relay thứ hai đó là fan relay, tức là relay quạt. Relay quạt thì quạt cũng quay phải do servo mới ra lệnh, cần con relay đóng ngắt. Đó, nó có 3C1 luôn, Yamaha tên của relay luôn. Một con relay thứ ba, đây là một góc bên đây, hình vuông. Đây là relay khởi động, starter relay. Thì ở đây, trong đây thì chúng ta thấy khởi động xe. Phía đây nó còn có những cổng dây điện nữa. Không có tháo ra, bên trong vẫn còn mới ha. Nó có chụp cao su này giúp chống nước, chống bụi trong trường hợp ở trên xuống thôi nha, còn ngập là thua. Tất cả relay này đều chống nước chống bụi hết, tại vì nó quay thẳng đứng, relay là phải thẳng đứng như vậy mới chống bụi chống nước được. Đó. Thì trên đếm dách mình giới thiệu luôn, nó có một cái cầu chì tổng màu trắng này, cầu chì tổng của toàn xe. Chạm chập thì nó sẽ đứt cầu chì. Cầu chì đây màu xanh 15A, các bạn có thể chung xài chung với cầu chì ẹt cũng được, cầu chì ẹt 10A màu đỏ. Đây các bạn bóp kéo ra bên đây. Đó. Ta thấy được cầu chì. Đè xuống. Đè ở đây xuống là nó sẽ vô. Bóp. Gỉ qua. Đè xuống. Này cũng chống nước, chống bụi, chống từ trên xuống thôi nha, không có ngập. Ở đây nó có một cái khe này để chúng ta để một con cầu chì dự phòng, cầu chì dự phòng khi mà chúng ta bị đứt cầu chì, chúng ta thay thế cầu chì này. Mà các bạn mua Yamaha cũng mắc lắm, 10 bữa nữa tháng mới có, mua Shopee Pro xài cho nó đã. Đấy. Ngoài ra xe mình có trang bị thêm đây, thấy không? Một cầu chì. Đây là một cầu chì nữa, hai cầu chì. Thì tương ứng với hai cổng dây điện lấy từ bình ra. Sau này mình chia sẻ các bạn cách để chúng ta có thể sử dụng đèn điện trên FZ một cách dễ dàng. Để các bạn có thể làm mà hoặc quay trực tiếp. Bơm nước điện ở dưới nè. Nào, phim cục rồi đã chưa? Câu đèn trở sáng mini đi cầu gì đó, câu cùm công tác CB650F dễ dàng. Thì điện của FZ rất là đơn giản, câu rất là dễ dàng, câu 7 3 chỉ cầu chì thôi, đừng cho âm với dương gặp nhau thôi, còn lại bình thường hết. Thì đó là chơi đèn rồi, chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho mình cầu chì để thay thế gì cả. Giới thiệu các bạn luôn, đây cảm biến góc nghiêng. Khi xe chúng ta đang chạy nổ máy mà lỡ bị nghiêng ngã từ tắt máy, trong này giống như có viên bi lắc là lộn. Cảm biến góc nghiêng, toàn những thứ quan trọng nằm dưới yên. Đây nhìn này thấy khê rồi. Tuy là câu nhiều thứ nhưng mà điện dưới yên rất là rõ.
như hãng, như tiệm, rất gọn, không có lộn xộn. Đỏ đỏ vàng vàng lựa cho. Rồi, hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn trong việc mà làm điện làm đèn cho xe, cũng như là phát hiện các hỏng hóc hoặc là gọi tên đúng sản phẩm để chúng ta có thể thay thế như cần. Giờ le này có khi cũng bị hư, chiếc bị hư, hư là không nổ máy được, còn này mà hư là cái quạt cũng tiêu luôn. Ok.